trọn vở cải lương Pháo Hồng Tiễn Bước Em Đi, một sáng tác của soạn giả Mộc Linh Nguyên Thảo, và sẽ gửi đến quý vị qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Minh Cảnh và Phương Ánh. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để đón chờ hai vị nghệ sĩ. Hello. Rồi có một phút giây nào mà còn nhắn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giáo phổ đi hãy xanh như nhỏ như chủ mất tử vi nếu không nhờ ao sư phụ trở ra và sự hy sinh chẳng không cô dương giáo phổ thì ta hỏi nè dạy cho
bấm vào. Phải công nhận trời đã cho nghệ sĩ bên cạnh có sức khỏe. Tôi ở trên Facebook